Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Công an huyện Krông tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2024. Khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Hải Xin. Huyện đoàn tổ chức lễ bàn giao công trình măng non tại Buôn Đờ Rây Huê, xã Chư Băng Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 24 tháng 6, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt nội dung hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự tại điểm cầu huyện Krông Búc có các đồng chí trong thường trực huyện ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu quán triệt những nội dung chính của hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh văn minh, văn hiến và anh hùng, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024. Tác phẩm này có 3 phần gồm Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng Việt Nam, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư điện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Sáng ngày 25 tháng 6, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hải Đông, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện. Trong sau tháng đầu năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023, tổ chức huấn luyện năm 2024, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt 100%, tổ chức tuyển sinh quân sự năm 2024, thăm tặng quà chiến sĩ mới, tổ chức thành công đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện. Tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng năm 2024 thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu. Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tại hội nghị, đại diện các ban tham mưu của huyện ủy, đảng ủy quân sự các xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí nguyễn hải đông bí thư huyện ủy bí thư đảng ủy quân sự huyện đã đề nghị các địa phương cần tập trung triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng bám sát kế hoạch đã triển khai từ đầu năm gắn với tình hình thực tế tại đơn vị cùng với đó thực hiện tốt chế độ báo cáo đảm bảo tốt công tác hậu cần tài chính kỹ thuật cho các nhiệm vụ nhất là nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu Ngày 25 tháng 6, Công an huyện Krông Búc tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trường Công an huyện cho biết, Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, những kiến thức nghiệp vụ cơ bản và kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế có thể xảy ra trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị các học viên tham gia học tập nghiêm túc, chấp hành nghiêm kỷ luật và nội dung lớp học, tích cực trao đổi nắm vững những nội dung được tập huấn để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp hỗ trợ đắc lực cho công an cấp xã, triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các học viên được bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, trong đó tập trung vào 6 chuyên đề chính, gồm công tác nắm tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác vận động giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động. Sáng ngày 25 tháng 6 tại xã Hai Ngay, liên đoàn lao động huyện, phòng tài nguyên môi trường huyện phối hợp với sai Ngài tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2024. Với chủ đề phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, tại chương trình buổi lễ đã thông qua lịch sử ý nghĩa Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6. Cùng với các địa phương khác trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Có những chuyển biến tích cực từ huyện đến cơ sở, bước đầu hạn chế được tốc độ gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng xả rác thải tràn lan ra môi trường, tạo tiền đề quan trọng đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Trong thời gian tới, các cấp các ngành tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ nhân dân, không xả rác, chất thải bừa bãi ra ngoài môi trường, vận động mọi người dân đổ bỏ rác đúng nơi quy định, thường xuyên phát động các đợt tổng vệ sinh ra quân làm sạch môi trường thông qua lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2024 nhằm giúp cán bộ công chức viên chức và toàn thể nhân dân hiểu và có những hành động tích cực hữu hiệu hơn để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, từng bước tạo thành phong trào thường xuyên rộng khắp, góp phần giữ gìn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Krông Búc nói chung, xã Anh Ngai nói riêng. Bằng những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, cán bộ và nhân dân xã Anh Ngai quyết tâm góp phần đưa xã nhà sớm về đích nông thôn mới trong năm 2024. Sáng ngày 25 tháng 6, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nghề dệt thổ cẩm khóa 2 năm 2024 tại xã Hai Sinh. Tham gia lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nghề dệt thổ cầm khóa 2 năm 2024 tại xã Hải Sinh có 35 học viên là lao động nông thôn. Thời gian mở lớp từ ngày 25 tháng 6 đến 25 tháng 9 năm 2024. Thông qua hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm giúp cho học viên có kiến thức kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Từ đó tạo cơ hội cho người lao động trong tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, đồng thời tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Sáng ngày 25 tháng 6, huyện đoàn Chromebook tổ chức lễ bàn giao công trình măng non, khu vui chơi cho các em thiếu nhi tại Buôn Đờ Rây Huê, xã Chư Bằng. Công trình măng non khu vui chơi cho thiếu nhi được xây dựng tại nhà văn hóa cộng đồng Buôn Đờ Huê, xã Chư Bâng, có tổng trị giá 20 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ kế hoạch nhỏ do lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đóng góp, cùng với sự hỗ trợ của đông đảo đoàn viên thanh niên xã Chư Bâng để hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng. Công trình được lắp đặt cho các em thiếu nhi bao gồm các dụng cụ vui chơi như 3 xích đu, 2 cầu bập bênh và một ghế thăng bằng đây là công trình có ý nghĩa rất lớn đặc biệt trong dịp hè này các em thiếu nhi về địa phương có được không gian vui chơi giải trí tránh những tai nạn thương tích đáng tiếc xảy ra trong dịp hè thể hiện sự quan tâm chung tay đồng hành của tổ chức đoàn đội trong việc chăm lo cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện đặc biệt là các em vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vùng gặp nhiều khó khăn qua đó giúp các em phát triển tốt về thể chất và tinh thần tạo sân chơi lành mạnh bổ ích an toàn hiệu quả. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của trung tâm truyền thông văn hóa thể thao huyện Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.